bước vào hành trình học ngoại ngữ cùng đúng Olympic. Xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Khảo sát 100. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào mục với câu hỏi đầu tiên. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi như sau: nếu cần tiền gấp, bạn sẽ cầm cố cái gì? Điện thoại. Có hay không bảo hiểm? Xin mời bảng điểm. Hay lắm, 10 người trả lời. Bạn nói là máy vi tính. Có hay không ạ? Chính xác, 5 người trả lời. Túi sách. Kết quả khảo sát. Rất tiếc, đó không phải là câu trả lời được nhiều người đồng tình. Có không bảng điểm? 38 người đồng tình. Rất hay. Bạn nghĩ là áo khoác. Xin mời bảng điểm. Rất tiếc, không có. Đồng hồ. 10 bảng điểm. Hay lắm. Bạn trả lời là chìa khóa. Để xem có hay không. Không có, rất tiếc. Còn một đáp án mà bạn không đoán ra, để xem đó là gì. Số điểm của bạn sau vòng thi đầu tiên như sau. Hãy bước vào hành trình học ngoại ngữ cùng đối Olingo. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ hai với số điểm nhân đôi. Hãy kể tên những đồ vật khi sử dụng sẽ bị nóng lên. Điện thoại. Có hay không bảng điểm? Hay lắm, 6 người đồng tình. Bạn trả lời là máy vi tính. 10 bảng điểm. Rất tiếc, câu trả lời chưa chính xác. Bàn ủi. 10 bảng điểm. Rất tốt. Bạn trả lời viết ra. Xin mời bảng điểm. Chính xác, 18 người trả lời. Bạn nghĩ là thủ lạnh. Có không bảng điểm? Quá chính xác. Máy giặt. Có hay không ạ? Rất tiếc, không có. TV. Xin mời bảng điểm. Vâng, rất tiếc. Mời các bạn chúng ta xem các đáp án còn lại trên bảng. Kết thúc vòng thi thứ
2 kết quả như sau. Think you know spelling. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ 3, cũng là vòng thi cuối cùng để quyết định vào vòng đặc biệt. Ngoài bóng đá, môn thể thao nào cần phải có sự phối hợp của đồng đội trong thi đấu? Bóng rổ có hay không quản điểm? Rất tốt. Bạn nghĩ là bóng chuyền có hay không? 34 người đồng tình. Rất tốt. Bạn trả lời là cầu lông. Có không bằng điểm? Rất tiếc, câu trả lời chưa chính xác. Có hay không ạ? Chính xác. Kết quả khảo sát. Hay lắm, 11 người đồng tình. Xin mời bảng điểm. Rất tiếc, nó không phải là câu trả lời được nhiều người đồng tình. Mời bảng điểm. 13 người đồng tình. Rất hay. Xin mời bảng điểm. Không có, rất tiếc. Còn một đáp án mà bạn chưa đoán được, hãy xem đó là gì. Chúng ta hãy xem sau 3 vòng thi, bạn có giành được quyền vào vòng đặc biệt. Bạn đã giành được quyền vào vòng đặc biệt, xin chúc mừng. Có phải bạn cảm thấy học tiếng Anh khó khăn, nhàm chán và tốn kém? Tôi muốn giới thiệu cho các bạn một ứng dụng học. Ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phòng đặc biệt. Ở vòng thi đặc biệt bạn có 5 câu hỏi và 2 lần trả lời. Câu trả lời không được trùng khớp nhau. Câu nào khó bạn có thể cho qua và chúng tôi sẽ quay trở lại nếu còn thời gian. Giành được 200 điểm bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi đặc biệt. Ngoài xanh, hãy nêu một từ đơn chỉ gồm một âm tiết dùng để miêu tả biển. Người ta dùng chày và cối để rác cái gì? Bạn hãy kể tên một bãi biển nổi tiếng ở miền Bắc. Phụ nữ thích thấy thứ gì của người đàn ông sạch sẽ gọn gàng trong ngày hẹn hò? Theo bạn, phụ nữ thích được đàn ông tặng món quà gì? Bạn hãy kể tên một bãi biển nổi tiếng ở miền Bắc. Theo bạn, phụ nữ thích được đàn ông tặng món quà gì? Sau 5 câu hỏi ở lượt thi đầu tiên, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên, ngoài xanh, hãy nêu một từ đơn chỉ gồm một âm tiết dùng để miêu tả biển. Bạn đã nói. Kết quả 32 người đồng tình. Câu trả lời rất hay, điểm số rất cao. Chúng tôi hỏi bạn, người ta dùng chày và cối để xác cái gì? Và bạn trả lời là. Hãy xem bao nhiêu người trả lời giống như bạn. 33 người trả lời. Số điểm rất cao, chúc mừng bạn. Câu số 3, chúng tôi hỏi, bạn hãy kể tên một bãi biển nổi tiếng ở miền Bắc. Và bạn nói rằng, hãy xem mấy người đồng tình với bạn. 27 người trả lời. Câu trả lời rất hay. Chúng tôi hỏi, phụ nữ thích thấy thứ gì của người đàn ông sạch sẽ gọn gàng trong ngày hẹn hò? Bạn trả lời. Bạn nghĩ là quần áo, khảo sát,
32 người được kịch. Tuyệt vời, số điểm rất cao. Và câu hỏi cuối cùng, theo bạn phụ nữ thích được đàn ông tặng món quà gì? Bạn đã nói là... Câu trả lời của bạn là... Quần áo. Khảo sát. Không hiểu, rất tiếc. Chúc mừng bạn đã hoàn thành rất xuất sắc phần thi đầu tiên. Và bây giờ bạn hãy sẵn sàng để tiếp tục lượt thi thứ hai. Lượt thi thứ hai vòng thi đặc biệt bắt đầu. Ngoài xanh, hãy nêu một từ đơn chỉ gồm một âm tiết dùng để viết cả biệt. Người ta dùng chày và cối để giã cái gì? Bạn hãy kể tên một bãi biển nổi tiếng ở miền Bắc. Phụ nữ thích thấy thứ gì của người đàn ông sạch sẽ gọn gàng trong ngày hẹn hò? Theo bạn, phụ nữ thích được đàn ông tặng món quà gì? Sau 5 câu hỏi ở lượt thi thứ hai, bạn đã trả lời như sau. Câu đầu tiên, chúng tôi hỏi bạn, ngoài xanh, hãy nêu một từ đơn chỉ gồm một âm tiết dùng để miêu tả biển. Và bạn đã nói là... Để xem có bao nhiêu người trả lời như bạn. 21 người trả lời. Tuyệt vời. Chúng tôi đã hỏi, người ta dùng chày và cối để giác cái gì? Và bạn nói là... Khảo sát. 25 người được tính. Bạn trả lời rất hay. Với câu hỏi này, ý kiến có nhiều người trả lời nhất cũng chính là ý kiến bạn đã nói. Mất 33 điểm. Tiếp theo, chúng tôi hỏi, bạn hãy kể tên một bãi biển nổi tiếng ở miền Bắc. Bạn đã trả lời là... Kết quả... 4 điểm. Câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất cũng chính là đáp án bạn đã đưa ra, biển Sầm Sơn Thanh Hóa với 27 điểm. Câu hỏi tiếp theo, phụ nữ thích thấy thứ gì của người đàn ông sạch sẽ gọn gàng trong ngày hẹn hò? Bạn đã trả lời. Hãy xem có bao nhiêu người nghĩ như bạn. 24 điểm. Rất tốt. Đáp án được nhiều người trả lời nhất ở câu hỏi này cũng chính là đáp án bạn đã trả lời. Quần áo, 32 điểm. Và câu hỏi thứ 5, theo bạn phụ nữ thích được đàn ông tặng món quà gì? Và bạn trả lời. Túi sách. Mấy người sẽ nghĩ giống bạn. Con này con gì à? 3 điểm. Không. Như vậy bạn đã vượt qua được cuộc thi đặc biệt. Hành trình học ngoại ngữ cùng Duolingo.